Hi, chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Vui Vui Cùng Sách. Chỉ là những chia sẻ ngắn ngắn của mình sau khi đọc xong một quyển sách mà mình thấy hay thôi ha. Tuần này sẽ là tác giả Sydney Sheldon, tác giả của những quyển truyện trinh thám, và có thể kể ra một quyển tiêu biểu là Nếu Còn Có Ngày Mai. Sydney Sheldon là một trong những tác giả nổi tiếng của cái dòng văn học trinh thám hình sự ha. Thì ông viết truyện vào lúc 52 tuổi, và ông mất vào năm 2007, thọ 90 tuổi, và cái số tác phẩm của ông là 18 quyển. Thì văn của Sydney Sheldon rất là hấp dẫn trong cái cách ông xây dựng nhân vật và ông kết nối mạch truyện. Nên cái người người đọc á, khi mà cầm sách lên á, thì thường là sẽ đọc suốt từ đầu cho đến trang cuối cùng, và khi mà hết sách rồi á, thì sẽ tìm những cái quyển sách khác của ông để đọc. Thì mình đã đọc hết 18 quyển của ông cách đây cũng 12 năm rồi, và cái lúc đó là đọc mà không dừng được luôn á, đọc trong vòng mấy tháng. Thì dạ gần đây mình cũng đọc lại một vài quyển. Thì nhà văn này á, là giống như là một cái nhà văn của đại chúng á, của mọi tầng lớp luôn. Chỉ cần á, là bạn thích truyện trinh thám là bạn sẽ mê truyện của ông thôi. Và ông nói là ông là nhà văn của độc giả chứ không phải là nhà văn của những nhà phê bình. Nghĩa là cái truyện nó chỉ mang tính ly kỳ hấp dẫn thôi, chứ nó không có được đánh giá cao về mặt văn học nghệ thuật. Thì Sydney Sheldon có một cái phương pháp viết truyện rất là khác biệt. Ông có một cái máy ghi âm ha, và ông đọc vào trong cái máy câu chuyện mà ông muốn kể, và cái người thư ký của ông sẽ đánh máy lại những cái bản ghi âm đó. Sau đó ông sẽ biên tập và chỉnh sửa file chữ. Thì ông nói là mỗi ngày ông đọc được khoảng 50 trang, và sau khi kể xong một cái mạch truyện á, ông sẽ kiểm tra lại và ông chỉnh sửa khoảng 12 đến 15 lần, và ông mất cả năm để viết một cái quyển sách theo cái phương pháp như vậy. Thì 18 cái quyển tiểu tiểu thuyết của ông á, được dịch sang 71 ngôn ngữ, và phát hành ở 180 quốc gia. Ông có cái kỷ lục Guinness là công nhận là tác giả được có sách dịch nhiều nhất trên thế giới. Về phong cách văn thì ông nói là ông cố gắng viết sao cho sách của mình thật là hấp dẫn để độc giả không thể buông sách xuống. Và ông nói là khi mà ông muốn là khi độc giả mà đọc xong một chương á, là họ phải đọc thêm một chương nữa. Thì khi được hỏi là tại sao mà sách ông có nhiều phụ nữ á, tìm tìm đọc á, thì ông nói là ông bởi vì ông thích viết về phụ nữ, những người phụ nữ giỏi giang và có tài, và điều quan trọng á, là họ rất là nữ tính. Thì ông nói là nhân vật của ông á, ông muốn là họ có một cái chiều sâu về cảm xúc và họ hành động theo bản năng, chứ họ không bị mặc định hay là áp đặt bởi một cái bản chất mà được định nghĩa là tốt xấu. Nghĩa là tùy theo cái hoàn cảnh mà cái nhân vật đó sẽ hành động sao mà họ cảm thấy là trong cái hoàn cảnh đó là chỉ có cái cách làm như vậy là đúng nhất mà thôi. Và cái điều ông làm được á, là cái những cái độc giả của ông á, thông qua cái cuộc đời đầy biến động của những cái nhân vật á, họ có thể là có được một cái bài học là họ luôn sẵn sàng đối mặt với những cái khó khăn trong cái cuộc sống của mình. Thì các nhân vật nữ của ông á, thường có cái cá tính rất là mạnh mẽ và có cái bề ngoài rất là xinh. Thì ông nói đó là cũng 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 là cái kiểu mà những cái cô gái mà ông thích trong cái đời sống của mình đó. Thì mình đọc truyện của ông thì mình cảm thấy ông là một cái người á, rất là có lòng tin ở cái sự hòa hợp của một cái tình yêu thật sự giữa giữa nam và nữ. Và ở ngoài đời thì ông có một cái cuộc hôn nhân rất là hạnh phúc với người vợ của mình, là ông và vợ sống sống chung 30 năm và cho đến khi bà mất trước ông ha.
Những cái tác phẩm của ông là năm 1970 là Quyển Lộ Mặt ha, 1973 là Phía Bên Kia Nửa Đêm, 1976 là Người Lạ Trong Gương, 1977 là Dòng Máu ha, 1980 là ông viết Thiên Thần Nổi Giận, 1982 là ông viết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt, 1985 là ông viết quyển Nếu Còn Có Ngày Mai, 1987 là Quyển Sứ Giả Của Thần Chết, 1988 là Cát Bụi Thời Gian, 1990 là quyển Ký Ức Lúc Nửa Đêm, 1991 là quyển Âm Mưu Ngày Tận Thế, 1992 là quyển Sao Chiếu Mệnh, 1994 là quyển Không Có Gì Là Mãi Mãi, 1995 là quyển Sáng Trưa Và Đêm, 1997 là Kế Hoạch Hoàn Hảo, 1998 là Hãy Kể Giấc Mơ Của Em, 2001 là quyển Bầu Trời Sụp Đổ, và 2004 là quyển cuối cùng đó là quyển Bóng Tối Kinh Hoàng ha. Thì về cuộc đời của ông á, là hồi trẻ ông có sáng tác ca khúc nhưng mà không có thành công. Thì sau đó ông mới tới Hollywood để tìm việc, và ông chọn cái việc là cái công việc là ông đọc những cái cuốn sách mới và lựa xem cái quyển nào có thể chuyển thành phim á, rồi ông viết kịch bản phim dựa trên cái cốt truyện đó. Và sau đó thì ông có thể tự viết cái kịch bản phim của mình. Và ông có một cái giải Oscar về kịch bản phim ha. Ông còn là một tác giả kịch và là một người viết kịch bản cho những cái chương trình truyền hình. Nhưng mà ông nói á, là bởi vì cái viết việc viết cái kịch bản phim á, là xong mà sau khi mà kịch bản được viết ra thì đạo diễn và những nhà sản xuất phim á, họ sẽ chỉnh sửa cái kịch bản đó rất là nhiều, nên hầu như là nó cái dấu ấn tác giả của ông trên đó nó không có nhiều, nên ông chuyển qua là ông viết tiểu thuyết để có thể là một mình thôi làm chủ cái câu chuyện mà không bị ai can thiệp vào. Thì nói về những cái khó khăn trong cuộc sống làm nên những cái trải nghiệm của Sydney Seldon ha. Thì Sydney Seldon đã từng tự tử vào năm 17 tuổi bằng thuốc ngủ, và tự tử không thành công bởi vì ba ông đã phát hiện ra và ngăn cản. Thì cái gia cảnh của Sydney Seldon á, là gia đình rất là khó khăn, ba mẹ đều là dân lao động và không có được học hành gì hết, và gia đình rơi vào cái cảnh túng thiếu, tương lai của ông thì mù mịt, ông phải vừa đi học và vừa đi làm thêm. Thì cái lời thuyết phục của ba ông khi mà ngăn cản ông lại á, là ba ông nói là con có thể trì hoãn cái việc tự tử cho đến ngày mai được không? Và cái câu đề nghị của ba đã trở thành một cái tựa của một cái quyển sách rất là nổi tiếng của Sydney Seldon sau này, đó là quyển Nếu Còn Có Ngày Mai. Thì khi mà ông dấn thân vào Hollywood và làm phim và sống với một cái môi trường nó có rất là nhiều cái sự cạnh tranh á, thì cái tinh thần của ông nó cũng rất là có vấn đề, nghĩa là ông luôn sống trong một cái tâm trạng dao động giữa cái sự hưng phấn và tuyệt vọng. Thì ông có một cái kịch bản đã từng đoạt giải Oscar, là Anh Chàng Độc Thân Và Cô Gái Đuôi Đòi ha. Nhưng mà những cái thành công đó thì ông vẫn thỉnh thoảng rơi vào cái tâm trạng là muốn tự vẫn. Và khi mà ông 31 tuổi á, thì ông phải tự mình đi tìm một cái bác sĩ tâm thần để trị liệu cho bản thân mình, bởi vì ông luôn cảm thấy là mình không có ổn. Thì ông có một cái quyển sách mà viết về tâm lý trị liệu, nó giống như là chuyên khoa của bác sĩ tâm thần luôn á, là rất là hay. Và bởi vì ông sống và ông có nghiên cứu trong cái lĩnh vực đó, nên ông có cái vốn sống về về cái lĩnh vực trị liệu tâm lý đó. Thì Sydney Seldon có kể lại á, là có một lần nhà ông bị cháy, và trong cái lúc hoảng loạn đó thì ông chạy ra khỏi nhà với một cái xấp giấy trắng và một cây bút.
thì người ta có hỏi là tại sao mà ông không có đem theo tiền bạc, của cải hay là giấy tờ tùy thân gì vào cái lúc đó. Thì ông nói là khi đó ông chỉ nghĩ có mỗi một việc đó là nhà cháy rồi và ông sẽ phải ở khách sạn vài tuần lễ và ông phải đem giấy bút theo để ông viết sách ở đó. Thì trong những năm 50 đến 70 á, là ông sống trong một cái thế giới rất là giàu có của người thành đạt ở Hollywood, là ông giao lưu với nhiều ngôi sao và những cái chính khách nổi tiếng và ông tổ chức tiệc tùng ở nhà thường xuyên. Thì cái đời sống từ một người nghèo khổ lên đến một người thành đạt á, tiếp xúc với tất cả những cái tầng lớp xã hội như vậy á, là cho ông một cái vốn sống rất là phong phú và là cái kiến thức để tạo ra một cái lượng kiến thức lớn á, để ông viết nên những cái bộ truyện rất là hay. Khi mà ông viết quyển đầu tiên á, là ông đã 52 tuổi rồi, nên cái kiến thức của ông đưa vào sách á, cái quyển nào á, nó cũng mang cái tính chuyên ngành rất là cao, như là ông viết về ngành ngân hàng nè, ngành luật, ngành y khoa, ngành thương mại, hay là viết về cái giới chính khách, cái giới xã hội đen, như là viết về những cái ngành giải trí, ngành tâm lý học đó. Thì giống như là ông sống ở trong cái ngành đó, ông có thời gian làm việc trong cái ngành đó và ông viết ra vậy á. Hồi mà mình đọc những cái quyển đầu tiên á nha, thì mình thấy rất là phục là ông này chắc là ổng làm việc trong cái ngành luật, thành ra ổng hiểu ngành luật đến như vậy. Rồi xong qua cuốn thứ hai thì ổng viết về ngành y, thì nó ủa không lẽ ông này là bác sĩ y khoa. Xong rồi ổng viết qua ngành ngân hàng, ổng viết qua về cái lĩnh vực giải trí, thì nó ủa vậy rốt cuộc ông này là ai, tại sao mà cái kiến thức của ổng nó rộng lớn như vậy. Thì mình phải tìm hiểu về 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 cái tác giả này, thì mình thấy là là bởi vì khi ông bắt đầu viết sách ở một cái độ tuổi nó lớn như vậy, thành ra ông có nhiều cái trải nghiệm và là do cái tính 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 chất cái công việc của ông á, trước đây nó làm một cái nhà biên kịch đó, thành ra ông đã tiếp xúc với rất nhiều người, và khi mà ông viết về cái ngành gì á, là ông có một cái sự nghiên cứu rất là sâu về cái ngành đó, thành ra khi mà đọc sách của ông á, tiếp xúc với cái lượng kiến thức mà ông có, nó làm cho mình rất là phục cái tác giả. Nếu mà bạn đã đọc xong hết 18 quyển của Sydney Sheldon và bạn muốn đọc cái thể loại này nữa, thì bạn có thể đọc Dan Brown ha, là tác giả của cái quyển sách rất là nổi tiếng là Mật Mã Da Vinci á. Thì ông có một một loạt như là Pháo Đài Số nè, Thiên Thần Và Ác Quỷ nè, nghĩa là cuốn nào của ông viết ra thì cũng được dựng thành phim hết trơn á. Và ông này là học học theo cái phương pháp viết truyện của Sydney Sheldon ha. Nếu mà bạn chưa đọc quyển nào của Sydney Sheldon á, thì khi mà bạn nghe clip này thì đến đây bạn dừng được rồi, bởi vì phần tiếp theo á, mình sẽ nói qua về nội dung của một vài cái tác phẩm. Và có thể là nếu mà bạn chưa đọc á, thì bạn chưa đọc mà bạn định đọc thì bạn sẽ thấy khó chịu là ôn nói như vậy là mình sẽ bị biết trước nội dung á, thì đọc sách không có thấy hay nữa, nên rồi dừng ở đây, và phía sau này á, đoạn sau là mình sẽ nói sơ về một vài quyển ha. Thì quyển đầu tiên là có thể bắt đầu á, bạn có thể đọc quyển Nếu Còn Có Ngày Mai ha. Quyển này đã được làm phim. Và cái quyển này thì mình khuyên bạn đọc đầu, bởi vì cái mạch truyện nó khá là hấp dẫn, và tuy là nhiều cái tình tiết trong truyện nó hơi mang tính may mắn kiểu mà được sắp đặt sẵn á, nhưng mà nó là một cái câu chuyện dễ theo dõi. Thì cái nhân vật chính trong truyện là cô gái Tracy, là nhân viên một nhân viên ngân hàng rất là xinh đẹp, và cô đang rất là hạnh phúc trong cái công việc và cái tình yêu của mình, và cảm thấy cuộc đời mình nó rất là may mắn. Thì trước ngày cô kết hôn á, là có một cái chuyện buồn đến với cô, đó là mẹ cô mất, và khi cô trở về nhà thì
cô mới phát hiện ra là có một cái nhóm mafia đã dùng mưu để cướp cái công ty của gia đình cô và đẩy mẹ cô vào cái cảnh nợ nần. Vì rất là cảm thấy uất ức trước cái chết của mẹ nên cái cô gái này mới đi tìm cái nhân vật xã hội đen đó để mà nói chuyện, và cô rất là ngây thơ nên cô bị cái nhóm xã hội đen đó nó gài vô một cái vụ án, giống như là cô đột nhập vào nhà của người đó để mà ăn ăn cắp những cái tài sản này đó, và cô phải ra tòa rồi ngồi tù, bị kêu án 15 năm. Thì trước một cái bản án rất là oan ức như vậy á, và từ tòa án tới luật sư là đều đã giống như là thông đồng với xã hội đen để mà đẩy cô vào cái hoàn cảnh như vậy á, thì cô rất là uất ức. Và cái người chồng sắp cưới của cô á, thì ngay lập tức là trở mặt quay lưng, dù là cô đang mang thai đứa con của hai người, và cô cũng cần có người được hiểu là cô bị án oan á, nhưng mà cái người người chồng đó đã trở mặt như vậy. Và khi vào tù rồi á, sống trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt trong tù, thì cô đã không 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 giữ được cái thai đó, và cô rất là đau khổ và không còn muốn sống nữa. Thì cái câu "nếu còn có ngày mai" á, là cái câu mà Tracy muốn vực dậy chính bản thân mình trong cái hoàn cảnh giống như là rơi xuống đáy của nghịch cảnh như vậy. Và lúc đó là thực ra là cô đã muốn 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 chết đi rồi, không muốn sống nữa, nhưng mà cô nghĩ là có thể là có một cái ngày mai nào đó mà nó đỡ khốn khổ hơn như thế này không, và cô sống vì vì là cô nghĩ là sẽ có một cái ngày mai mà cô có thể ra được và đối diện với những cái con người mà rất là dối trá và đẩy cô vào một cái hoàn cảnh khốn khổ. Thì cái chuyện này á, mình đọc hơn 10 năm trước rồi mà khi mà trước khi mà mình đọc lại á, mình vẫn còn nhớ được một vài cái tình tiết trong câu chuyện. Và cái đoạn mà mình nhớ nhất á, cái đoạn mà dễ nhớ nhất là cái đoạn mà cô đánh cờ với hai cái ông kiện tướng trên tàu á, và cái đoạn mà có vẻ là ấn tượng nữa là cái cảnh mà cô tìm lại cái anh người yêu cũ á, thì anh ấy đã kết hôn rồi, và khi mà cô ra tù á, thì cô tìm lại, cô muốn 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 nhìn lại cái người đàn ông đó. Và lúc đó thì trong lòng cô vẫn còn rất là hận, nhưng mà khi mà cô tình cờ cô quan sát được khi mà cái người người yêu cũ đang ngồi ăn với cái người vợ của anh ấy trong một cái nhà hàng á, thì sau đó là cô bỏ đi và cô không còn cái ý niệm thù oán gì với cái người người cũ nữa. Bởi vì giống như là trước mặt cô ấy là một cái con người khác nhỉ, cái người đàn ông đó thành như là một cái người đàn ông khác đó, không còn cái gì là quen thuộc, không còn là cái gì là có cái sức hấp dẫn như là cái người đàn ông mà cô đã từng say mê ngày xưa đó. Thành ra giống như là cô phủi sạch luôn cái những cái hờn giận trong lòng mình, và cô bắt đầu một cái cuộc sống mới của riêng mình. Quyển thứ hai á, mà bạn có thể đọc đó là quyển Thiên Thần Nổi Giận ha. Quyển này thì cái cách xây dựng mà cái hoàn cảnh nhân vật nữ xinh đẹp rồi rơi vào cái nghịch cảnh đó, nó cũng có nét giống với cái quyển Nếu Còn Có Ngày Mai, nhưng mà cái bối cảnh câu chuyện thì nó hoàn toàn khác. Nó nói về cái ngành luật, về tòa án, về những chính khách và mafia. Nếu mà bạn thích đọc cái kiểu truyện bố già của Mario Puzo, thì bạn bạn có thể đọc được cái quyển này, bởi vì nó giống kiểu giống như vậy á, nó nói về cái giới đó đó. Thì nhân vật chính là Jennifer ha, là một cái cô luật sư, và cô bị một cái tai nạn nghề nghiệp không mong muốn trong một cái vụ vụ sự kiện của một tên trùm mafia, và cô bị gần như là mất việc á, trong cái tòa án nhà nước á, trong cái vụ cái con chim hoàng yến đó, và suýt chút nữa thì cô đã bị tịch thu bằng.
thì cô có tình yêu với một chính trị gia là Adam ha, và cô có một cái đứa con trai ngoài giá thú với cái anh này, và để mà bảo vệ cái đứa con trai mình thoát khỏi một cái vụ bắt cóc đó, thì cô phải bắt buộc phải dính dáng tới một cái ông trùm mafia là Mike, và Mike cũng rất là thích thích Jennifer, thì cô rơi vào một những cái hoàn cảnh lên xuống đó, nó rất rất là khổ sở. Và Adam và Mike thì là giống như là ở hai cái chiến tuyến khác nhau đó, và cô giống như là phải phải ở giữa những cái khó khăn trong cái mâu thuẫn giữa hai cái giới chính trị gia và mafia. Quyển tiếp theo là quyển Lộ Mặt ha. Thì đây là quyển mà nhân vật chính là một cái bác sĩ tâm lý á. Và đây là một bác sĩ rất là giỏi, và nếu mà bạn chuyên làm về cái công việc tư vấn tâm lý á, nó liên quan tới lĩnh vực này, thì bạn đọc cái quyển này bạn sẽ cảm thấy rất là thích. Bởi vì Sydney Sheldon là nghiên cứu rất là kỹ về cái ngành tâm lý trị liệu này, như là những cái nguyên tắc nghề nghiệp hay là cách mà một bác sĩ tiếp cận bệnh nhân và tháo gỡ những cái vấn đề của họ từng bước như thế nào, là được ông viết lại trong cái truyện đó, nó trình bày một cách rất là khoa học. Thì bác sĩ Steven này ha, có rất là nhiều bệnh nhân, và do cái tính chất công việc của điều trị tâm lý á, là tất cả những cái hồ sơ của bệnh nhân này là chỉ có một mình bác sĩ được tiếp xúc thôi, là những cái cuộc ghi âm của ông á, là được bảo mật, và ngay cả khi mà cảnh sát họ muốn tiếp cận á, thì ông vẫn không có vẫn 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 giữ bí mật cho khách hàng, là không có đưa ra. Thì nó xảy ra một cái chuyện đó, là ông biết là có người truy sát ông và nhắm vào ông, nhưng mà nó có thể nằm trong những cái bệnh nhân mà ông chữa trị. Nhưng mà khi mà cảnh sát đến để yêu cầu ông đưa ra những cái hồ sơ của bệnh nhân này cho họ nghiên cứu á, thì ông không thể làm được điều đó, tại vì những cái bệnh nhân tâm thần đó, họ rất là mong manh, mà chỉ cần một cái cuộc điều tra của cảnh sát hay là một cái cuộc tra hỏi của cảnh sát thì có thể làm cho cái tình trạng tâm thần của bệnh nhân nó sẽ nặng hơn rất là nhiều, nên ông phải tự nghiên cứu những cái clip ghi âm đó để ông tìm ra là cái vấn đề của mình đó, cái vấn đề nguy hiểm của mình đó, là nó đến từ cái bệnh nhân nào là có nguy cơ nhiều nhất, chứ ông không có giao cái hồ sơ đó cho cảnh sát, thì ông đối diện với những cái tình trạng rất là nguy hiểm. Quyển Bóng Tối Kinh Hoàng ha, thì nhân vật chính là một cái cô họa sĩ tên là Dan và một cái cô người mẫu tên là Kelly. Thì hai hai cái cô này đều có một cái đời sống gia đình rất là hạnh phúc. Chồng của họ là những cái khoa học gia và làm chung một công ty. Nhưng mà có cái vụ giống như là hai người đàn ông này bị tai nạn đột ngột và mất, và khi mà hai cô này gặp nhau trong một cái buổi phỏng vấn của hai người chồng ở cái công ty của chồng họ, thì họ đột ngột bị vướng vào một cái sự truy đuổi của những cái sát thủ chuyên nghiệp. Và quyển này á, cái kiến thức chuyên chuyên môn của nó là về vật lý học, là nghiên cứu về về khí hậu, thời tiết á, về những cái học thuật, những cái từ ngữ học thuật nhiều về 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 vật lý á, về tầng ozone, về ảnh hưởng của vật lý học vào cái tình hình thời tiết, về lũ lụt, hạn hán hay là về mưa đá. Nói chung là những cái tập đoàn mà nghiên cứu về vũ khí thời tiết để gây áp lực về kinh tế và chính trị. Người đàn bà quỷ quyệt thì quyển này nói về một cái câu chuyện gia đình có nhiều thế hệ và rất là giàu có, và họ họ, họ luôn luôn
giống như là trăn trở là cái gia tộc của họ phải có một cái người thừa kế. Nên cái quyển này mình đọc cũng cũng lâu rồi, và cái tình tiết mình nhớ nhất đó là bà này bà có một cái người con trai thích vẽ tranh, nhưng mà bà có cái áp lực là bảo vệ tài sản và bảo vệ cái tập đoàn kinh doanh của mình, nên bà can thiệp vào cái sự lựa chọn nghề của con, là giống như là triệt hạ cái đường công danh về 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 vẽ của con luôn á, và bà áp đặt cái hôn nhân của con bà. Cái quyển này đúng cái kiểu là kiểu mà nhà giàu cũng khóc á. Rồi cái quyển Hãy kể về giấc mơ của em thì nó nói về cái bệnh bệnh đa nhân cách. Đến khi đọc cái quyển này là cái quyển rất là lạ của Sydney Sheldon luôn, nghĩa là nó hoàn toàn khác những cái quyển khác. Đó là ông nghiên cứu về cái nhiều nhiều cái nhân cách trong một cái cơ thể, thì người ta gọi là cái khách thể. Lúc mà đọc xong cái quyển này mình mới có về cái khái niệm về cái bệnh này luôn á, và mình sau này mình xem những cái bộ phim lấy cái ý tưởng về cái bệnh này để làm phim thì mình xem qua thì mình hiểu, chứ mà lúc lúc mà nếu mà mình xem phim lúc mình chưa đọc quyển này chắc mình không hiểu gì luôn á. Thì ở ở Việt Nam có cái phim là Bệnh viện ma, là cái cũng cái kiểu là lấy ý tưởng về cái bệnh này để làm phim á. Thì trong cái quyển này ông nghiên cứu rất là kỹ về cái bệnh này, và ông kể một cái câu chuyện trinh thám rất là lạ. Cái phim Sứ giả của thần chết thì nó hơi hơi bị chính trị ha, là một cái cô Marie, là cô là giảng viên đại học và cô có một ông chồng bác sĩ. Đời sống gia đình thì rất là hạnh phúc với hai đứa con tuổi teen, nhưng mà đột ngột là cô được chọn làm đại sứ đến một cái nước xã hội chủ nghĩa, nhưng mà do cái công tác của chồng là không thể rời khỏi nước Mỹ nên cô từ chối không đi, và từ đó cô gặp gia đình cô gặp những cái biến cố rất là kinh hoàng. Đọc quyển này thì thấy chính trị không hề đơn giản ha. Thôi sơ vậy thôi ha. Nói chung là những cái cuốn kia thì chắc là phải đọc lại vài chương là mình mới nhớ ra là cái nội dung trong truyện nó là cái gì, bởi vì hồi đó là mình đọc 18 cuốn là mình đọc kiểu đọc một leo á, xong trong vòng mấy tháng mà cứ đọc liên tục như vậy thì giống như là cái nội dung nó thành ra một cục á, mà bây giờ mà hỏi là, à cái cuốn đó nói về gì, là nhân vật chính tên gì, là mình phải ngồi mình ngớ ra, mình không có nhớ đâu, nhưng mình nhiều khi mình còn lẫn lộn cuốn này với cuốn kia luôn á. Nên là chắc là mình sẽ để cái tên sách dưới cái clip này để bạn có thể tìm đọc những cái cuốn đó ha. Mình có đọc một cái bài phỏng vấn của Dan Brown ha. Dan Brown là ông đọc một cái quyển của Sydney Sheldon lần đầu tiên, thì ông nói là ông cứ đọc hết trang thứ nhất sang trang thứ hai sang trang thứ ba, rồi ông đọc xong thì ông nghĩ là mình cũng có thể viết được như vậy, và khi trở về nhà thì ông bắt đầu ông viết cái cuốn sách Pháo đài số á. Sau đó thì đó là cái quyển ông viết trước Mật mã Da Vinci ha, nên là bạn bạn nếu mà bạn chưa đọc Sydney Sheldon thì bạn đọc thử đi, rồi biết đâu là bạn cũng sẽ nói như Dan Brown là bạn có thể viết được một cái câu chuyện hấp dẫn như thế. Và có một chi tiết nữa là bạn đừng có quên ha, là Sydney Sheldon bắt đầu viết truyện ở tuổi 52 và ông viết liên tục 18 quyển. Bạn năm 2 tuổi chưa nhờ? Biết đâu á, là bạn cũng có thể viết sách mà bạn không có biết, đúng không? Bởi vì ai cũng có rất là nhiều trải nghiệm trong một cái lĩnh vực nào đó, về công việc hay là về cái đời sống, về cái góc nhìn xã hội của mình, và có thể kể một cái câu chuyện theo cái cách riêng của mình. Cái thông điệp của Seldom nó cũng rất là ngắn gọn, còn có ngày mai. Nên là nếu mà cái hiện tại khó khăn quá thì cứ cố gắng đi, bởi vì ngày mai có thể là sáng sủa hơn một chút. Thôi mình kết thúc chương trình tuần này ở đây ha.
bạn có thể bấm kênh và like clip nếu bạn cũng thích sách, để mà bạn có thể theo dõi cái chương trình của mình mỗi tuần. Bye bye, chúc bạn cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại ở tuần sau nha.